Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học.cc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series tự học Java siêu tốc bài 16, tìm hiểu về vòng lặp for. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của vòng for. Các bạn để ý này, chúng ta sẽ có keyword for dấu cách mở ngoặc ngoặc đơn nhé. Sau đó là đến ba đối số. Trong này chúng ta sẽ có khởi tạo này, điều kiện này và bước lập cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Sau đó đến phần ngoặc nhọn và khối lệnh nằm trong ngoặc nhọn. Các bạn mà mới học lập trình lần đầu tiên, đây là ngôn ngữ đầu tiên các bạn học thì có thể các bạn thấy bối rối. Tuy nhiên các bạn đừng lo, chúng ta hãy nhìn xuống ví dụ để các bạn dễ hình dung nhất. For này, keyword for, dấu cách mà hoặc đơn. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo một cái biến, đúng không? Thì cái phần đầu tiên này này chính là phần khởi tạo. Và thứ hai là điều kiện các bạn thấy không? Khởi tạo ban đầu y bằng 0, điều kiện là y nhỏ hơn bằng 10. Và bước lập này các bạn thấy là y cộng bằng 2, tức là mỗi lần chúng ta tăng y lên hai đơn vị đọc cái đoạn này như sau Chạy y từ 0 cho đến y nhỏ hơn hoặc bằng 10 Với bước lập là 2 Tức là mỗi lần lặp chúng ta tăng lên 2 Đọc như vậy thì các bạn thấy dễ hiểu hơn đúng không? Chúng ta chạy y từ 0 cho đến y nhỏ hơn bằng 10 Và mỗi lần chúng ta sẽ tăng lên hai đơn vị Và trong phần nội dung ngoặc nhọn này này Chúng ta sẽ thực thi cái lệnh đối với nó Thì trong mỗi lần lặp chúng ta sẽ gì? Xuất ra cái biến y Và kết quả là chúng ta sẽ được là y bằng 0 này y bằng 2 này, y bằng 4, y bằng 6, y bằng 8 và y bằng 10. Hay nói cách khác là chúng ta đang chạy y từ 0 đến y nhỏ hơn bằng 10. Mỗi lần chúng ta tăng lên hai đơn vị. Nhìn sang bên phải chúng ta sẽ có lưu đồ này. Ban đầu chúng ta sẽ khởi tạo. Sau so bước khởi tạo nó sẽ kiểm tra điều kiện. Các bạn nhìn ban đầu chúng ta khởi tạo y bằng 0 đúng không? Khi khởi tạo xong nó sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu thỏa mãn điều kiện thì nó sẽ thực hiện cái khối lệnh. Đúng chưa? Ở đây thì nó thỏa mãn điều kiện là y nhỏ hơn 10 rồi Cho nên nó thực hiện khối lệnh Khối lệnh ở đây là in ra y bằng bao nhiêu Các bạn thấy dòng đầu tiên nó in ra y bằng 0 Đúng chưa Sau khi thực hiện khối lệnh nó sẽ thực hiện bước lập Bước lập ở đây này y cộng bằng 2 Tức là lúc này y tăng lên 2 giá trị Y sẽ bằng 2 Y bằng 2 xong nó kiểm tra điều kiện Kiểm tra điều kiện 2 vẫn nhỏ hơn bằng 10 Nó lại thực hiện khối lệnh Thực hiện khối lệnh xong nó lại tăng bước lập Lại sử dụng bước lập đúng không y bằng 4, y 4 kiểm tra vẫn nhỏ hơn 10, lại thực hiện khối lệnh thành một vòng lặp khép kín như thế này. Chỉ khi điều kiện sai thì bắt đầu nó kết thúc vòng for và thoát chương trình. Các bạn hãy mở IntelliJ, chuột phải vào SRC chọn New Java Class 76. Tìm hiểu về for trong Java. Enter. Ở đây các bạn sẽ gõ là main, enter này. Bây giờ chúng ta sẽ khởi tạo một vòng for để các bạn kiểm tra xem nó hoạt động như thế nào sử dụng for này keyword for dấu cách trong này sẽ là ba đối số đúng không đối số đầu tiên nó là khởi tạo khởi tạo một cái biến bất kỳ int y bằng không không ở đây là cái giá trị bắt đầu nhé giả sử mình không muốn nó bằng không mình khởi tạo nó bằng hai cũng được được chưa đây là cái giá trị ban đầu y bằng hai này chạy đến y nhỏ hơn 12 đi Đấy. Chấm phẩy này và bước lập y cộng bằng 2 Thì cái y cộng bằng 2 này trước đó chúng ta đã học rồi Y cộng bằng 2 nó tương đương với việc là Viết là như này đúng không Y bằng y cộng 2 Chúng ta đã học trong phần cơ bản rồi Chính vì thế cho nên những bài trước mình đã nói rồi Chúng ta rất hay sử dụng cái cách là y cộng bằng 2 này Rồi tiếp theo là trong phần khối lệnh Thực hiện khi điều kiện đúng chúng ta chỉ cần in ra thôi add out in thẳng y xem bằng bao nhiêu cộng y nhá bây giờ chúng ta đọc cái bằng for này thế nào chạy y từ 2 cho đến y nhỏ hơn 12 và mỗi lần chúng ta tăng lên hai đơn vị đúng không bây giờ các bạn thử dự đoán đi cho nó ra bao nhiêu kết quả nó sẽ ra như sau 2 này 4 6 8 và 10 2 4 6 8 và 10 Tại sao nó không tăng lên 12? Chúng ta cùng xem nhé. Chuột phải. Run này. Các bạn thấy không? Chúng ta được này 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10. Đúng chưa? Không đến 12. Lý do là chúng ta chạy gì? Chạy y từ 2 cho đến y nhỏ hơn 12. Đúng chưa? 10 và cộng với 2 nữa thì nó thành thành 12. Và khi nó bằng 12 thì nó không còn thỏa mãn điều kiện này nữa. Cho nên nó, nó thoát vòng for để dễ hiểu hơn nữa thì chúng ta lại đi đây đi bấc tích vào hai dòng này và chuột phải chọn đi rồi bước đầu tiên này chạy các bạn thấy khởi tạo y bằng hai không y bằng hai nó sẽ kiểm tra điều kiện nhỏ hơn 12 thì nó sẽ nhảy vào khối lệnh nó làm đúng không và nó sẽ in ra kết quả là y bằng hai ở bên console. còn thấy không rồi lấy tiếp này chuyển tab đi nhá y tiếp theo khi bằng hai này sau đó thì lên đây nó sẽ là y cộng bằng 2 tức là y bằng 4. Y bằng 4 kiểm tra điều kiện vẫn thỏa mãn điều kiện. Đấy, các bạn thấy chua Chỉ vào nó chu này. Điều kiện đúng thì lại thực hiện khối lệnh. Lại in ra, đúng không? Y lúc này đang bằng 4, nhảy đến bước lặp Bước lặp thì tăng lên 2. Đấy, tăng lên 2 thì thành 6. Kiểm tra điều kiện thì vẫn là chu, đúng không? Con chỉ vào đây này. Con chỉ vào đây nó sẽ hiện chữ chu này. Đấy. Đúng không? 6 vẫn nhỏ hơn 12 mà thì nó lại thực hiện dòng lệnh này và in ra giá trị 6. Tiếp này. 6 tăng 2 lên 8. Tăng 2 lên là 10, đúng chưa? Vẫn thỏa mãn điều kiện và vẫn thực hiện khối lệnh. Tăng tiếp này. Lúc này nếu thực hiện xong dòng lệnh này thì nó sẽ nhảy lên là 12 và trả về giá trị là phô. Đấy này. Đó. Nó sẽ phô cho nên là nó ao vòng lặp for ra bởi vì là nó không còn đúng cái điều kiện y nhỏ 12 nữa. Chuyển sang tab console các bạn sẽ thấy nó in ra là 2, 4, 6, 8, 10. Đấy, như vậy là các bạn đã rõ vòng này rồi đúng không? Mình sẽ bỏ cái debug đi này. Giả sử như mà chúng ta không muốn tăng. Chúng ta lại giảm thì sao? Y chạy từ 12. Về Y lớn hơn 0 nhé. Đấy. Chạy từ 12 đến Y lớn hơn 0. Và mỗi lần chúng ta giảm đi hai đơn vị. Lúc này các bạn thử dự đoán xem chạy bao nhiêu. Lần này. các bạn thấy nó chạy giật lùi không? Chạy từ 12 về lớn hơn không, Chú ý này, lớn hơn không. Cho nên là khi nó bằng 2 nó trừ 2 nó bằng 0 mất rồi. Điều kiện này không còn đúng nữa, cho nên nó thoát vòng for. Nếu trường hợp này các bạn để là lớn hơn hoặc bằng thì nó sẽ in thêm ra cả ra số 0. Đó, thấy chưa? 12 10 8 6 4 2 0, được chưa? Nên lưu ý chỗ lớn hơn bằng và để dấu bằng nhá. Thì quan trọng là các bạn sẽ phải hiểu là y chạy từ đâu cho đến đâu và bước lập là như thế nào? Bước lập thì có thể tăng, có thể giảm. Nếu chúng ta dùng cộng bằng thì nó sẽ tăng, còn nếu chúng ta dùng trừ bằng thì sẽ giảm. Ở đây ví dụ như chúng ta sử dụng là cộng bằng à, trừ bằng 3 nhá, tức là mỗi lần giảm 3 đơn vị thay vì 2 đơn vị. Chạy này, đăn này. Các bạn thấy nó giảm không? 12 nó trừ đi 3 thì còn 9 đúng không? 9 trừ 3 còn 6, 6 trừ 3 còn 3 và 3 trừ 3 còn 0. Như vậy là mỗi lần bước lặp chúng ta giảm đi 3 đơn vị. Chúng ta làm một bài tập ví dụ để các bạn hiểu thêm về vòng for này. Đó là tính tổng các số chẵn từ 0 cho đến 10 sử dụng vòng for. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải khai báo một cái biến tổng ở đây đã bằng 0. Chấm phải này. Sau đó chúng ta sẽ cộng dồn vào cái biến tổng này. Sử dụng for này, for này. For sẽ chạy từ INT I bằng 0 như vậy chúng ta sẽ chạy y từ 0 cho đến y nhỏ hơn hoặc bằng 10. Dùng dấu chấm phẩy nhá, sorry. Chấm phẩy. Rồi, y chạy từ 0 cho đến y nhỏ hơn bằng 10. Chấm phẩy này, bước lập chúng ta sẽ tăng lên 1. Như vậy chúng ta chỉ sử dụng là y cộng cộng để tăng lên 1 thôi. Trong vòng for này, thay vì chúng ta in ra y thì bây giờ chúng ta sẽ cộng dồn vào tổng, đúng không? Tổng cộng bằng y hay nói cách khác thì nó chính là gì? Tổng bằng tổng cộng y. Đúng chưa? Ngoài vòng for thì các bạn sẽ in ra kết quả. Các bạn đừng thấy dối nhá, mình sẽ in và mình sẽ debug để các bạn xem từng bước thế nào. Mục tiêu là để các bạn sẽ hiểu sâu để sau này chúng ta sẽ áp dụng vào bài tập. S out này, chúng ta sẽ in ra là tổng bằng ở đây sẽ là cộng với tổng. Rồi, chạy nhá mình sẽ ẩn thằng này đi bằng cách là nhấn Ctrl Shift sược rồi run này các bạn nhận được kết quả là tổng bằng 55 tuy nhiên rất nhanh và chúng ta chưa biết là nó đang chạy thế nào nhìn trước này chạy y từ 0 cho đến y nhỏ hơn bằng 10 mỗi bước lọc chúng ta tăng giá trị y lên 1 đúng chưa và trong phần for này chúng ta sẽ tính tổng bằng cách là chúng ta lấy tổng bằng Tổng cộng y hay viết rút gọn lại là tổng cộng bằng y. Bây giờ hãy sử dụng debug để chúng ta hiểu cách hoạt động của vòng for này. Các bạn lưu ý nhé, mình đang hướng dẫn các bạn cách sử dụng debug. Và sau này nếu các bạn làm các bài tập khó hơn, cũng hãy sử dụng debug để chúng ta phân tích bài toán xem là vòng for mà chúng ta đang viết hoặc các câu lệnh while mà chúng ta đang viết đang gặp trục trặc ở chỗ nào. À, mình dạy các ngôn ngữ khác thì thấy rằng các bạn rất hay hỏi là anh ơi tại sao chỗ này nó lại không ra kết quả đúng. Thế thì bây giờ rút kinh nghiệm ở Java Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tự kiểm tra nhé Tự kiểm tra trước khi hỏi Bởi vì là cách học tập tốt nhất Đó là các bạn phải tự kiểm tra được lỗi đã Còn các bạn hỏi sau đó các bạn nhận được câu trả lời ấy, Thì nó không nhớ bằng việc là các bạn tự tìm được lỗi đâu Rồi các bạn sẽ chuột phải vào này Chọn debug thay vì chọn run Chúng ta hãy cùng quan sát Đầu tiên dòng lệnh khởi tạo ở tổng bằng 0 Lệnh này chưa chạy Ấn F8 thì lệnh sẽ chạy Tổng bằng 0 đúng chưa Tiếp tục đến vòng for Chúng ta sẽ chạy y từ 0 đến y nhỏ bằng 10 Mỗi lần tăng giá trị lên 1 Đây này Lệnh đang ở dòng số 10 Chưa được thực thi Y đang bằng 0 Tổng bằng 0 Tổng chúng ta sẽ bằng tổng cộng y Tức là bằng 0 cộng với y Đúng chưa 0 cộng 0 bằng 0 sau dòng lệnh này tổng chúng ta sẽ nhận kết quả là 0 Lệnh này Các bạn thấy không Tổng chúng ta sẽ nhận kết quả là 0 ở dưới này à, Y vẫn bằng 0 đúng không Nhảy lên đây dòng lệnh này chưa được thực thi Nó sẽ gặp biến lập ở đây Y cộng cộng tức là tăng giá trị Y lên 1 Lúc này nếu F8 Thì Y sẽ nhảy lên 1 Các bạn thấy chưa Y nhảy lên 1 Nó kiểm tra điều kiện vẫn nhỏ hơn hoặc bằng 10 Cho nên khi các bạn chỉ vào Chúng ta nhận được giá trị là chu Ở phần Y nhỏ bằng 10 Vì chu cho nên nó nhảy vào khối lệnh để nó thực hiện Lúc này chúng ta chưa thực hiện dòng lệnh số 10 Y bằng 1 tổng bằng 0 1 cộng 0 sẽ bằng 1 Sau khi dòng lệnh này thực hiện thì tổng sẽ bằng 1 Các bạn nhìn này Đó các bạn thấy tổng nhảy lên 1 không Tổng nhảy lên 1 và tiếp tục nó lại nhảy trở lại Cái dòng lệnh số 9 để thực hiện cái bước lập là y cộng cộng Y sẽ tăng lên 2 Nách này Y bằng 2 đúng chưa Y bằng 2 lúc này dòng lệnh số 10 lại chưa thực hiện Tổng bằng 1 Y bằng 2 Tổng lại bằng tổng cộng y thì 1 cộng 2 sẽ bằng 3 Sau lệnh này thì tổng bằng 3 thấy không tiếp tục như vậy nó lại tăng bước lập và nó lại kiểm tra nó lại cộng dồn vào tổng các bạn nhìn nhá này y bằng 3 này tổng bằng 3 này sau bước này thì tổng bằng 6 thấy không 6 nó à, thì bởi vì tổng cộng tổng cộng bằng y mà đúng không rồi cứ tiếp thôi này 6 cộng 4 thì tổng sẽ nhảy lên 10 10 đúng chưa tiếp này đó y đến 5 rồi đúng không ạ các bạn sẽ thấy là y nó chạy dần dần đến 10 6 8 8 9 10. Y đang bằng 10 rồi, vẫn thỏa mãn điều kiện Y nhỏ hơn bằng 10 chỉ vào này, vẫn là chu bình thường đúng không? Cho nên tiếp tục thực hiện khối lệnh là 45 cộng với 10 thì sẽ bằng 55. Này, 55 đúng chưa? Y bằng 10 rồi, nhảy dòng lệnh này, này. Tiếp tục tăng Y lên 1 thì Y sẽ bằng 11. 11 thì giá trị Y nhỏ hơn bằng 10 sẽ bị sai. Và vì nó sai cho nên nó sẽ nhảy ngay ra dòng này, các bạn nhìn nhá. F8 này Đấy, các bạn thấy không sau khi ấn F8 ngay lập tức nó nhảy ra ngoài vòng for ngay lập tức do là điều kiện y nhỏ hơn bằng 10 đã không còn đúng nữa và kết quả cuối cùng chúng ta nhận được sau khi dòng lệnh 12 này thực thi ấn F8 này là tổng bằng 55 như vậy là kết thúc chương trình hết bài giảng về vòng pho chúng ta sẽ tạm dừng ở đây hy vọng là những phần phân tích vừa rồi rất là chậm rãi và rất là kỹ lưỡng sẽ giúp cho các bạn hiểu sâu về vòng này chúng ta sẽ còn gặp nhau trong các clip phía sau và vòng pho này là vòng rất cơ bản cho nên chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều rất là nhiều các bạn hãy ôn tập lại bài này và hãy gửi clip này để cho bạn bè và người thân của mình cùng học nhé cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn luôn luôn thành công